Hoàng 6 TV em. Đến lúc này chắc em suy nghĩ em ngẫm nghĩ thì em đã thấy ngấm chưa em? Em biết rằng là em đã gieo rắc tư tưởng cho người khác như thế nào, em đã hiểu chưa hả Hoàng 6 TV? Em biết rằng em kiếm những đồng tiền tồi bại, bẩn thỉu nó đến mức nào chưa? Em đã giày xéo đó, em đã phá hoại tâm tư và tư tưởng, giày xéo nên trí não của người khác, em thấy chưa? Em là một thằng vô trí tuệ chỉ dùng ba cái tấc lưỡi. Anh bảo rồi, em là thằng xảo ngôn. Đó, đúng không? Anh đã làm video, anh gửi cho em là em là thằng xảo ngôn. Sáng anh làm, anh phản biện một video của em, tổng chưa tới 5 video, khoảng chừng 8 video là xong. Trong một ngày anh làm 8 video để phản biện em, bởi vì trước em anh đã cảnh báo 2 video rồi, không được động đến tên Thầy Minh Tuệ và chị Nguyễn Phương Hằng. Bởi họ là người vô can, họ là hai con người vô cùng quý hiếm. Nhưng tất cả mọi người đều bu bám vào tên hai cái người này, hai con người giá trị của Tổ quốc đất nước dân tộc này, để làm cái mặt trận kiếm sống cho mình, bu bám kiểu mắt dạy khốn nạn. Bây giờ cái giá em phải trả. Em nghĩ chưa? Anh đã nói rồi, hôm nay anh phân tích rồi. Riêng anh phân tích về một cái video đó thôi, chứ chưa nói đến cái video khác, thì em đã bị dính đó ở khoản 2 rồi. Nếu để anh phân tích hết cái video đó, đó còn khoảng 3 video nữa, thì kiểu gì kiểu em cũng phải dính vào kịch khoản 2, riêng cái video đó. Đó, em nên nhớ như vậy. Thế cho nên ở đây á, em đừng có mà suy nghĩ. Em nên nhớ là nếu em là một thằng hiểu biết á, nghe chưa, nếu em nên em live stream như vậy á, thì bạn bị kích động, anh thông cảm. Nhưng em là thằng làm video nguội mà. Cái video đó là video nguội, đúng không? Video nguội là em đủ trí tuệ, đủ mọi cái, nhưng em là thằng vô hiểu biết, em bối đời. Em nên em dẫn dắt dư luận, em dẫn dắt một đàn gà, một đàn vịt đó, khán giả của em đó. Họ không biết em là thằng nào hết, mà họ chỉ biết là họ yêu Minh Tuệ bằng bất chấp, bởi vì họ đang bị mê tín dị đoan, họ đang ảo mạng, họ đang tôn vinh cái giá trị ảo, đúng không? Thế cho nên là họ là dạng cực kỳ là mê tín dị đoan đó, mà ở trong đó cũng có cả những người hiểu biết đấy. Họ bất chấp, gọi là họ yêu, yêu gọi là yêu bất chấp. Và rồi họ rồi thế nào, họ quay xe với chị Nguyễn Phương Hằng, đúng không? Thế nên ta ở đây á, anh đã nói thì anh không có fan, anh không có fan nào cả, mà anh ở đây ấy, anh là một công dân yêu nước, yêu tổ quốc, yêu đất nước, phải có trách nhiệm đó để tôn vinh những giá trị nền tảng tốt đẹp của tổ quốc đất nước này, của cha ông ta, văn hóa và lịch sử, và những công dân quý hiếm như chị Hằng, anh Dũng đang và đã và định hướng tương lai để đóng góp bền vững tới gọi là đời cha đến đời con, ơn đức tựa trời, tựa biển như vậy. Mà bọn em đánh phá, ngấm chưa em? Mấy hôm nay chắc không ngủ được. Nếu hôm nay em mà làm video lên thì anh chắc nhìn mặt em phờ phạc lắm. Cái án nó đang treo trên em đó em ạ. Đời người quý lắm, cố mà gìn giữ, yêu tổ quốc, yêu đất nước, yêu nhân dân, yêu gia đình, yêu con người, mình sẽ được bình thản để sống mấy chục năm ngắn ngủi của con người. Đừng vì đồng tiền mà bất chấp, ta nghèo một chút không sao. Em ạ, anh nghĩ đến tiền, bây giờ anh không nói với như cái gì cả. Nếu nói đến tiền thì chắc giờ anh cũng có thể được gọi là đại gia rồi, em ạ. Nhưng không, tiền không thể xuyên khỏi được trái tim vàng, một trái tim chất đầy tình yêu thương và đạo đức trách nhiệm. Không làm điều đó, chấp nhận đi làm gọi là bốc cống bốc rãnh đó, đi làm thuê làm mướn, cũng không làm điều ác, cũng không làm điều xấu. Ngoại cảnh cái gì đó ta phải biết chỉnh sửa, phải biết khắc phục con người mình để trở nên đẳng cấp. Anh làm video ngắn này, lần này là lần cuối không bao giờ nhắc tên em nữa, bởi vì em là người thất bại, thất bại hoàn toàn. Và anh mong muốn rằng là nếu em muốn làm truyền thông sau sự việc này thì em phải học hỏi nhiều. Nhưng học ở đây, học thứ nhất là học tư duy lý luận độc luận và học đạo đức. Không phải ai thích nên làm truyền thông mà được đâu em ạ. À, người ta học ăn học nói, học nghiệp vụ, học trinh sát, học chính trị, học nhiều lắm thì mới nên làm truyền thông được đó. Chứ không phải em thích mà em nên em làm truyền thông đâu. Phải học hành đó.
Đó, em ạ. Nếu mà mặt trận mặt phẳng của truyền thông này thì thôi ta không không học cái gì được, nhưng riêng cái vấn đề đó là văn hóa, văn nghệ, văn học, nghệ thuật. Đó, an ninh kinh tế chính trị, cái gì cũng phải hội tụ hết đó. Nhiều không nói nhưng cái gì phải biết, nhưng biết ở trong khuôn khổ. Trong khuôn khổ thì mình cũng phải là chia sẻ trong gọi là dưới khuôn khổ một chút. Như vậy mới là an toàn, mới là người hiểu biết. Đúng không ạ? Không phải là người hiểu biết, gọi là người biết thôi. Chứ không ai là người hiểu biết hết đó. Hôm nay anh chia sẻ với em nhé. Chứ không phải là cái em là cái gì mà em được làm một cái kênh lớn triệu người như vậy. Em là em bu bám, là triệu người đó là triệu người u mê. Anh có đăng ký kênh em không? Không có. Bởi vì anh là người tỉnh táo, anh là người có trí tuệ. Anh chỉ đăng ký kênh cho những kênh có giá trị đó. Tâm linh trong nền tảng khoa học trí tuệ, đạo đức. Tâm linh là biết tôn thờ ông cha đây này, mới là tâm linh. Còn đó là tôn vinh góc độ giá trị ảo không có thực. Đó là góc độ truyền thuyết. Em hiểu không? Đây này mới là cha ông mình đây này, đây mới là tâm linh này, còn đó không phải là tâm linh. Hiểu không? Ở cuộc đời này em cố gắng em hiểu nhé. Thế cho nên là anh nói cho Hoàng Sáu biết đây này, mình sống, mình cố gắng mình nhìn nhận cuộc đời này. Đừng bao giờ cho mình là nhất, đừng bảo thủ. Cái gì mình cầm trong tay nó mới chắc, còn chưa chắc đâu. Cầm trong tay còn chưa chắc đâu. Cầm phải cầm hai tay. Đó, còn chưa cầm được, đừng ba tấc lưỡi. Thế cho nên là em đã, mấy hôm nay em đã lĩnh đủ rồi, chắc là ăn không ngon ngủ không yên đâu. Nhưng thôi cái gì đến phải đến, mình làm mình phải chịu thôi. Em ạ, à, cần gì phải nên xin lỗi, không cần xin lỗi. Em ạ, à, xin lỗi làm gì? Bởi vì em biết là cái việc em làm là em biết là em làm phá hoại bao nhiêu không? Để một lời xin lỗi làm sao được? Em nên nhớ như vậy. Cố gắng lên nhé. Sau cái việc này em phải chấn chỉnh và học tập lại. Đó. Phải học tập lại. Muốn lên trên truyền thông này phải an ninh kinh tế chính trị. Đó. Cái gì nó phải hội tụ. Đặc biệt đó là phải hội tụ sâu về phần đạo đức, về phần trân trọng. Đó. Thì lúc này mới lên truyền thông được. Còn nên truyền thông như bọn em là nên truyền thông ở góc độ một chiều theo gió không được. Thế đâm ra tại sao anh vẫn nói là cái nền tảng truyền thông này anh không thấy có giá trị gì. Nó giá trị thực toàn bậy bạ hết, nôm cơm hết, không giá trị thực. Nghe chưa? Cố gắng đi, mình sám hối đi, về thắp hương trước bàn thờ ông cha nhà mình, thốt lên: con vì đồng tiền mà con làm nhục chị Hằng như vậy có đúng không? Đúng không ạ? Chị Hằng á, với anh Dũng á, muôn dân này phải đại ơn đại đức tới anh Dũng và chị Hằng mới là người biết đạo đức, biết trước biết sau. Dân tộc Việt Nam này mà không biết ơn tới anh Dũng và chị Hằng đó là kẻ vô tâm, vô đạo, thất đức. Bạn thử ra cái người đi bán tăm đi qua bạn mua, người ta mời bạn có mua không? Thậm chí bạn còn chửi người ta. Và anh Dũng chị Hằng đã làm mấy mấy chục năm nay với những cái công việc thiện nguyện cho cả cái dân tộc này, khắp cái đất nước này, tiền của anh chị giải. Hiểu điều đó. Rồi quỹ mổ tim một năm cả ngàn cháu bé, mà lại không phải là làm một lần, và lại còn định hướng hết đời anh chị, rồi lại đến hết đời cháu Hữu nữa. Đại ơn đại đức của dân tộc này, nhân dân này phải biết ơn tới anh Dũng và chị Hằng. Đó. Chúng ta cố gắng suy nghĩ đi. Mình làm được gì cho ai? Mình đã giúp ai chưa? Mà công đức của người ta lớn như vậy, người ta cứu cả con người, cả tính mạng con người, tái tạo lại một con người, mà tại sao ta vô ơn, ta đày đọa, ta hãm hại họ như vậy? Khốn nạn quá, xã hội chó đẻ. Con người, súc vật. Suy nghĩ nhé. Không cứ là Hoàng Sáu, tất cả luôn, các kênh luôn, từ bên núp bóng chính nghĩa vào bên lươn luôn đó. Hãy suy nghĩ mà nhìn nhận lại con người mình, bì ổi vô đạo.